Rồi, ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì hôm nay mình sẽ cùng anh em phân tích một cái mạch điện. Cái mạch này là mạch pin của Mavic Mini anh em. Thì tại sao mình lại làm cái video này? Thì đây là các giải pháp. Đây là một cái giải pháp về phần cứng ha. Đây là một cái giải pháp về phần cứng. Thì sao? Thì tức là khi mà anh em can thiệp tất cả những cái giải pháp mà đơn giản bằng phần mềm á, mà nó không thể giải quyết được cái vấn đề anh em đang gặp phải á, thì bắt buộc anh em phải can thiệp bằng giải pháp phần cứng nha. Và đây là cái cách mà anh em nhìn vào một cái mạch điện, và đặc biệt là cái mạch pin này, anh em phân tích nó để anh em biết được cái nguyên lý làm việc, cái nguyên lý hoạt động của nó, thì anh em mới có thể sửa được nó ha. Rồi, ok anh em. Rồi, ok anh em, thì bây giờ ha, mình sẽ cùng anh em phân tích cái mạch điện này một chút xíu ha. Thì trên hình ảnh anh em có thể thấy đây là cái con chip chính của cái mạch pin Mavic Mini này ha. Đây là mạch Mavic Mini 1 nha anh em. Đó, Mavic Mini 1 ha, sử dụng pin là Lithium Ion 18650. Đó, thì đây là con chip chính của nó. Cái tên mã của nó sẽ là BQ9003 ha. Vì trên hình này thật sự là nó hơi khó để nhìn thấy được cái tên ha. Đó, anh em thấy rõ không? BQ9003 này nha anh em. Đó, BQ9003. Và để cách nhìn vào cái IC này á, anh em đếm được cái thứ tự trưng của nó thì anh em hãy nhìn ở đây nè. Ở đây nó sẽ có một cái dấu chấm ha anh em. Dấu chấm này bắt đầu tính là chân số 1 ha. Thì để đếm được cái chân của con này thì anh em sẽ đếm như theo. Sẽ đếm như sau ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32 ha. Thì đó, thì cái thứ tự chưng của nó sẽ là như thế này anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 nha, nó sẽ đi thành một vòng tròn nha. Đó, thì đây là con chip chính của nó là BQ9003. Đó, thì con chip này nó sẽ làm rất là nhiều cái nhiệm vụ anh em, và bây giờ mình sẽ cùng anh em phân tích từng cái ha. Bây giờ mình giả sử một cái ban bệnh mà anh em sẽ gặp phải đi. Ví dụ ban bệnh là sau khi anh em hàng sale này kia các thứ ha. Anh em đã làm đúng hết tất cả các bước nhưng mà cái mạch này nó không có hoạt động em, hay còn gọi là cái mạch nó bị chết á, yeah, nó không có nguồn ra, không thể đọc được dữ liệu vân vân, thì anh em sẽ nghĩ tới cái việc là con chip này nó chưa được cấp nguồn ha. Chưa được cấp nguồn là sao? Tức là cái nguồn cấp vào pin, pin cấp vào á, pin cấp vào đây, anh em thấy đây có để dấu cộng không? Đó, đây là cái nguồn dương của pin nè, và bên đây sẽ là nguồn âm của pin ha. Đây sẽ là nguồn âm của pin đó. Thì cái nguồn dương đó chưa có cấp nuôi được con chip này nha. Và để biết được làm sao, biết được là sao, biết được là con chip này chưa được nuôi nguồn thì rất là đơn giản. Mình sẽ chỉ cho anh em. Ở đây anh em thấy có con R100 này không? Con R100 nha. Trên cái mặt này nó, để mình chiếu lấy ánh sáng cho anh em xem. Chờ một xíu. Rồi, dễ thấy ha. Con R100 này nó sẽ lấy nguồn trực tiếp từ VCC ha anh em. Là tức là lấy nguồn dương của pin đó. Thì nguồn dương của pin là nguyên cái này ha. Đó, nó sẽ lấy nguồn dương của pin. Sau đó nó sẽ đi qua con này. Con này là con diode nha anh em. Đó, nó sẽ đi qua con này. Nó đi qua tới đây. Và tới đây có con tụ ha. Rồi nó đi theo cái đường mạch này nè. Đó, anh em thấy đi theo đường mạch này không? Nó vào cái chân này. Chân này nè anh em. Nó vào cái chân cuối cùng này. Chân này là chân số 32 ha. Đây là chân nguồn nuôi IC nha anh em. Khi mà cái đường này nè, nó cái đường cấp nguồn từ cái con diode và con R100 này vào cái chân số 32 này mà nó bị mất ha, mất nguồn á, thì con chip này nó sẽ ngủ nha anh em. Nó sẽ không có lên nguồn, nó không có nguồn để nó hoạt động đó. Thì lúc này á, cách sửa đơn giản, rất là đơn giản thôi. Anh em ha, thay cái con diode này, hoặc là thay con R này, hoặc là anh em nối tắt từ đây, nối thẳng qua đây luôn ha, thì chúng ta sẽ cấp được nguồn cho cái con IC này hoạt động ha. Thì là cái cách để sửa cái bệnh, gọi là sửa cái bệnh không có nguồn ha, chip không hoạt động nha anh em. Đó, xin lỗi nha, mình bật quạt nha anh em. Bật quạt hơi ồn chút. Anh em thông cảm nha, tại mình lúc mình làm video này thì trời nó hơi nóng á. Rồi bây giờ tiếp theo ha. Cái video clip này nó sẽ hơi dài một chút nhưng mà anh em gắng xem đi, thì anh em sẽ có nhiều cách để xử lý những cái, xin lỗi anh em, nhiều cách để anh em xử lý những cái bệnh trên cái mạch pin của DJI ha. Tiếp theo là anh em, mình sẽ cùng anh em phân tích thêm một chút xíu nữa đi. Anh em có thể thấy này nè, ở đây chúng ta có cái chân này là cái chân
SCL hay SDA gì đó, mình không chắc. Hai chân bìa này nè, sẽ là chân hai chân tín hiệu của mạch BMS nha, là SDA SCL ha, thì nó sẽ dẫn vào theo cái đường mạch, anh em thấy không, vào con R100 này nè, thấy không, và sau đó nó sẽ vào cái chân, một cái chân nào đó của con IC, và như là nó vào cái chân này nè, nó vào cái chân số này nè, chân này là chân số 8 16 17 18, chân số 18 nha anh em. Chân số 18 nó sẽ là SDA, chân số 19 sẽ là SCL, không biết phải không nữa, hoặc là ngược lại đó, hoặc là SCL hoặc là SDA, thì chân số 18 chân số 19, đúng không, đây là chân 8 16 17 18 19, đúng rồi, 18 19 sẽ là SDA SCL nha. Thì khi mà anh em xử lý về nguồn xong, ví dụ như xử lý về nguồn xong nhưng mà nó không có tín hiệu đọc được, nó không read được nha, ví dụ như nó mở nguồn được đi, ví dụ như anh em cắm pin vào máy bay, anh em bấm mở nguồn lên, ok, nguồn có nhưng mà nó để 0000000NA, tức là pin và máy bay không giao tiếp được, hoặc là nó có thông báo lỗi chẳng hạn như là battery communication error chẳng hạn, thì em sẽ nghĩ đến cái việc là cái đường SDA SCL này nó bị mất ha. Đó, cái đường này anh em nhìn thấy nó có cái đường đi dọc vô đây. Đó, vô đây. Vô đây thì nó đi qua cái mặt đằng sau ha, mà nó lòn nó sẽ đi về cái chân này nè anh em. Đó, nó sẽ đi về đây nè. Đó. Thì anh em sẽ nghĩ ngay tới cái việc là hai con này có thể là nó bị lỗi, bị chết nha anh em. Đó, hai con này là hai con R, để gọi là R đệm, R khống chế điện gì đó nha, cho cái chân SDA SCL, thì có thể là hai con này nó bị lỗi. Thì cái cách sửa cũng khá là đơn giản nha. Đây nè, như nó còn qua thêm con này nữa nè, qua con này nó qua con này nữa mới vô đây. Thì anh em sẽ có thể là anh em sẽ, à con này không phải R, con này hình như là Diogener anh em ơi, xin lỗi nha. Hai con này là hai con Diogener để ghim áp ha, ghim áp cho cái chân SDA SCL. Thì có thể là hai con diode này nó bị chập, bị chết, dẫn đến là cái tín hiệu ra đây nó không có ha, nó về không luôn, hoặc là nó lên mức cao như thế nào đó không biết, thì nó không có nguồn, thì hai con này có thể là hai con này nó bị chết, hoặc là hai con R100 này nó bị chết. Thì anh em sẽ suy nghĩ tới chuyện là chúng ta sẽ, nếu là diode thì anh em sẽ gỡ cái hai con diode này ra ha, anh em sẽ gỡ hai con diode này ra, hoặc là anh em câu tắt cái con R này, câu tắt nó lại ha, thì chúng ta sẽ có được cái đường tín hiệu từ đây về IC ha, hoặc là anh em câu dây từ đây thẳng về chân IC luôn cũng được luôn. Đây là cái cách để chúng ta loại trừ cái trường hợp là nó bị mất nguồn, mất tín hiệu SDA SCL đó anh em. Đó, thì đây là hai cái đường ha, SDA SCL ha. Cái mạch Mavic Mini này là một cái mạch cơ bản nhất về pin ha, và tất cả các mạch sau này của những cái dòng máy bay nó đều copy theo cái con mạch Mavic Mini này ha, và nó chỉnh sửa để nó phù hợp theo từng cái loại pin ha, còn về cơ bản là nó vẫn như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ cùng anh em phân tích thêm chút xíu nữa nè. Ở đây anh em thấy nè, có một nguyên một cái dàn R này nè, nối từ chân nguồn nè, thông qua ba con này nối song song với nhau, thông qua ba con này, rồi sau đó nó nối vào đây nè, nó chụm lại nè, ba cái này nó đang chụm lại nhau, nối vào con này nó nối vô đây, nó nối vào cái chân này, chân này là chân số 32 31 30, chân 30 là chân recharge là sao, recharge tức là sạc khởi động, gọi là sạc trước sạc khởi động nó để gì, để khi mà cái viên pin chúng ta nó điện áp nó xuống thấp, anh em xuống quá thấp á, thì cái hệ thống này nó sẽ khởi động để gì, nó sạc, để nó sạc với cái dòng rất nhỏ ha, và sạc rất chậm ha, để gì, để kích hoạt lại cái cell pin của chúng ta ha, để kích hoạt lại cell. Thì đây gọi là cái hệ thống recharge gồm ba con R ha, nối song song qua một cái con này, giống như nó gần giống như là cái con công tắc vậy đó, công tắc để nó mở cái dòng điện sạc ha, mở cái dòng điện sạc từ cái con này nè, từ con 100 này nè, vô đây qua đệm qua ba con R này, và sạc vô đây là pin ha, đây có dấu cộng nè, đây là chân nguồn dương của pin ha. Đó, thì đây là hệ thống recharge sạc trước nha. Rồi tiếp theo nó sẽ là một cái bản bệnh mà anh em thường sẽ rất là hay gặp ha, đó là trường hợp anh em đo cái cell ha, nó cân bằng nhưng mà khi anh em ráp vào mạch thì anh em read info ra nó sẽ là mất cân bằng, thì sao, thì đó chính là cái chân này nè, anh em thấy đấy, con này ha, R201 ha, tất cả các mạch điện mà sử dụng chip BQ9003 nó đều giống nhau về những cái giá trị điện trở này luôn nha anh em.
thì con R201 này chính là con R hồi tiếp điện áp báo về cho IC. Nó chạy theo đường này nè anh em. Đi gọi gọi đèn coi. Đó, hơi khó thấy ha, nhưng mà để mình chỉ cho anh em. Đây, thì đây là nó sẽ hồi tiếp cái chân nguồn dương, tức là cái cell số 2 nè. Đây chân nguồn dương nối qua đây, chạy về đây. Chạy về đây. Vô chân IC, vô chân trong chân nguồn IC ha. Đó, đó, vô chân IC này thì hơi khó thấy chút, nhưng mà đại khái ở bên đây sẽ là bốn chân tương đương với bốn cell. 1 2 3 4 ô lộng. Phải là 1 2 3 4 ha, bốn cell. Nó sẽ hồi tiếp vô cái dàn chân bên đây, bao gồm cái chân là 1 2 3 4 5 6 7 8 gì đó. Đó, thì cái này anh em tra thêm tài liệu về con BQ9003 anh em sẽ thấy ha. Thì đó, thì một trong hai con R này, đây nè, đây là chính là chân giữa nè. Chân giữa của, tức là chân nối tiếp của hai cell đó. Còn cái mạch Vavit Mini thì nó có hai cell. Thì chân giữa này bên mặt bên kia nó cũng có một con R201 này luôn. Thì nó sẽ chiếu vào một cái chân, chiếu vào một cái chân của cái con IC luôn ha. Thì một trong hai cái con R này bị lỗi thì nó sẽ báo là cell bị lệch nha anh em. Mặc dù cell vật lý ở bên ngoài thì nó không lệch, nhưng mà trên hệ thống nó báo lệch, tức là do là nó đọc qua những cái con R này nè, nó đọc vào IC nó bị sai, cho nên là nó báo là nó bị lệch cell. Đó, thì việc của anh em rất là đơn giản ha, anh em thay hai con R201 này ha, thay nó ha. Mình nghĩ là nên thay đi, tại con này số nó cũng hơi lớn rồi đó, 200 ohm lớn không? Thì mình nghĩ nó cũng hơi lớn nên anh em nên thay một cặp luôn. Mà nếu nó không hết lệnh nữa đúng không, thì anh em tiếp tục can thiệp vào cái con tụ nè. Tại vì á, trước khi mà điện áp nó đi vào IC á, thì nó còn có hai con tụ lọc nữa, hai con tụ lọc ở đây ha. Thì hai con tụ này nó sẽ giữ ổn định điện áp. Một trong hai con tụ lọc này nếu nó bị chạm anh em, nó chạm tắt á, nó chạm tức là nó bị nối tắt lại á, thì nó cũng làm cho cell nó bị báo lệch luôn. Do là nó bị chạm rồi thì nó không có còn đúng điện áp chính xác nữa, thì nó báo vào trong cái con IC này bị sai. Thành ra là khi anh em read info ra, anh em sẽ thấy là cái pin của anh em nó là cell, mặc dù cái cell bên ngoài anh em cầm đồng hồ đo thì nó không có bị lệch ha. Đó, thì đây chính là cái bệnh mà cái bệnh gọi là bệnh là cell ha, bệnh là cell mà read info ra thấy nó bị lệch đó là do cái điện áp hồi tiếp này nè. Thì những cái pin 3S, chẳng hạn pin của E1, E2 thì nó có ba con 201 này hồi tiếp vào đây ha, cũng tương đương với ba con tụ luôn. Đó, thì anh em sẽ kiểm tra từng cái một ha, để mình loại trừ cái trường hợp con nó bị cái nào. Thì đơn giản đó, mình nói anh em đó, anh em có thể thay con R hoặc là gỡ con tụ này ra ha, để xem coi là nó có hết bệnh không. Trong một số trường hợp mà chỉ cần gỡ con tụ này ra thôi, nó hết bệnh, tại vì đơn giản con tụ này nó bị chạm anh em, tức là có thể là do nhiệt độ hoặc là do một cái vấn đề gì đó thì nó bị chạm, cho nên là nó làm cho bị là cell. Đó, thì mạch mà 4S chẳng hạn như Mavic 2 Pro hoặc là E3 gì đó mới ra sau này nè, thì nó có bốn con 201 này chiếu vào bốn chân của con IC này, nó cũng cùng một bên này luôn nè anh em. Thì nó khá là đơn giản để anh em hiểu ha. Ví dụ đây nè, bây giờ mình có một cái mạch nè, mạch này là của Mavic 2 nè, đây để mình kê vô luôn, mạch của Mavic 2 nè anh em thấy không, nó có bốn con 201 nè chiếu vào trong tương đương với bốn con tụ luôn. Thì mỗi con này sẽ tương với một cell, một cell 1, cell 2, cell 3, cell 4 và bốn con tụ 1 2 3 4. Thì một trong bốn con tụ này bị chạm, hoặc là một trong bốn con R này nó bị sai giá trị, tức là nó ví dụ 200 ohm mà nó là 300 ohm hoặc là 100 ohm đi, nó sai giá trị thì nó cũng sẽ dẫn tới cái hiện tượng là khi chúng ta read info nó bị là cell ha. Mặc dù cell ở ngoài chúng ta đo thì nó chính xác, nhưng mà read ra thì nó lệch. Thì đó là một cái lỗi của phần cứng nha anh em, lỗi của phần cứng nha, chứ không phải là lỗi của phần mềm nha anh em, đừng cố sửa phần mềm. Rồi tiếp theo nữa, mình nãy giờ đã được hai ban bệnh rồi phải không? Bệnh không có nguồn là cái con 100 này với con diode này câu tắc từ đây qua đây. Bệnh thứ hai là bệnh là cell, lỗi con này ha. Bệnh gì nữa không ta? Bệnh mất SDASL, thì đây, bệnh mất SDASL là trên cái mạch của con Mavic 2 rất là thường xuyên bị anh em. Là khi mình sửa thì mình tra nó ra là nó bị chạm con diode Zener nè. Con này nó bị chạm dẫn đến là nó bị mất SDASL nha. Anh em khởi động pin được cắm vào máy bay, nhận mở nguồn bình thường nhưng nó không đọc được thông tin gì hết nha, nó bị chạm SDASL. Thì mình đã từng gặp ha, đó là bị cái này.
Rồi tiếp theo nữa là gì ta? À, ví dụ như lỗi, cái trường hợp lỗi là nhiệt độ đi, báo nhiệt độ sai đi, thì nó sẽ bị con này. Hai cái này là feedback nhiệt độ, anh em nhìn cái đường mạch nè. Đó, những đường mạch bên đây. Này nó bị sai nét đúng không? Đó, thì đó, anh em thấy cái chân này là hai chân của sensor nè, đi theo đường mạch này, đi về đây. Đây nó chiếu vào trong cái chân của IC ha. Ha, còn chân này nè, chân này nó câu vô mát nè, anh em nhìn thấy cái đường này không? Đường này nó câu vô mát, câu vô trong cái chân âm đó. Còn chân này thì nó chiếu vào chân của IC nè, để mình gỡ này coi nó dính cái này nhìn chi không thấy. Đó. Thì cái chân này nè, nó chiếu vào một cái chiếu gì đây, à đây nè, chân này nè. Chân này là chân số số mấy trời. Anh em nhớ xem kỹ nha, anh em đừng tua nhanh nha, tua nhanh là không biết mình nói gì luôn á. Rồi đây thấy đây. Đây, đó, thì nó chiếu này nè, anh em thấy không? Chiếu vào cái chân này là cái chân đó, chiếu vào chân này là chân số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chân số 10 nha anh em. 9 nè, 10, chân số 10 là chân của sensor nhiệt độ nha. Đó, ví dụ như sensor nhiệt độ báo tào lao đi, thì một là chết sensor, thay sensor mà không hết thì nó bị đứt cái đường từ đây về đây nha. Từ đây về đây nó không có qua cái gì hết, nó đi thẳng về IC luôn nha anh em. Thì có thể là cái đường này nó bị đứt vì một cái lý do gì đó, sửa chữa nó bị đứt. Thì đó, nó về chân số 10 nè. Đó, anh em câu chân số 10 này câu ngược kia, và câu này vô mát, mát là chân âm của pin đó. Đó là anh em sẽ giải quyết được cái bệnh là lỗi nhiệt độ ha, báo nhiệt độ tào lao ha. Đó, thấy chưa? Anh em thấy nãy giờ mình phân tích mạch là anh em giải quyết được rất là nhiều cái bệnh của mạch về cái mạch pin ha anh em. Đó, thì cái mạch của thằng Mavic Mini 1 này thì nó không có hệ thống tự xả cell nha anh em. Tức là cái pin của con Mavic Mini 1 này nó xài pin là lithium ion 18650, pin đó nó tự xả không cần phải mạch. Cho nên là cái mạch này nó không có chức năng tự xả. Nha, cái mạch này nó chỉ có sạc rồi xài thôi chứ nó không có xả được nha anh em. Rồi, về cách thức vận hành của cái mạch này mình cũng nói luôn đi. Thì mình đảo lại mặt trước cái. Về cách thức vận hành của mạch thì nó như thế này nè, nó cũng dễ hiểu lắm. Rồi, đây là mặt còn lại của pin ha. Thì đây ta thấy có hai con MOSFET rất là lớn. Thì hai con MOSFET này sẽ là một con sạc, một con xả. Xả là sao? Xả tức là xả điện ra từ pin, xả ra cho máy bay xài á. Và một con là một con sạc. Thì một trong hai con này nếu như anh em làm, ví dụ như nó không sạc được, lỗi sạc ha, thì một trong hai con này nó có vấn đề, hoặc là hệ thống điều khiển hai con này có vấn đề nha. Hệ thống điều khiển có vấn đề cũng là một phần nữa nha anh em. Thì đây nè, anh em thấy nè, cái chân điều khiển của con MOSFET này đi, mình không biết là con này con sạc hay con xả nữa. Hình như con này là con xả nè, con này con xả nè anh em, con này con xả. Thì đó, thì nếu con xả nó không có nguồn đi thì nó bị lỗi con này, lỗi con MOSFET này, hoặc là nó lỗi chân điều khiển này. Chân điều khiển anh em thấy nè, đi đây, đây qua đây, đây đi vào cái chân trên này nè. Chân trên này là chân điều khiển nha anh em, một chân duy nhất thôi là chân điều khiển, còn tất cả chân còn lại là chân động lực, chân để tải điện từ cell pin nè. Cell pin đây, cell pin từ bên đây nè, nó chiếu vào con này nó dẫn thông qua con này nha, dẫn vô dàn chân này nè. Rồi sau khi được kích vào cái chân này nè, cái chân này được kích hoạt thì nó sẽ thông con này sẽ thông, và điện nó sẽ xả ra ngoài chân này là chân xả nguồn ra socket nè. Nó còn khi sạc thì ngược lại, sạc thì nó đi từ ngoài này đi vô, thì con này nó thông tới đây, nó bị chặn con này. Thì khi nào có lệnh kích từ chân này nè, nó cái chân trên bên bìa bên đây, chân này nè nha, chân bìa này chiếu vô cái đường mạch này nè, nó anh em thấy không, có cái lỗ nè, đi xuyên qua mạch bên kia thì sẽ có cái hệ thống điều khiển đó. Thì hệ thống điều khiển nó sẽ là bao gồm một con R nè, một con tụ hay là một con diogener gì đó để ghim nha, và điều khiển bởi IC đó. Thì khi mà nó không xả hoặc không sạc thì anh em kiểm tra cái con này nè, con R này nè, dẫn cái chân điều khiển nè. Thì bên đây cũng vậy, nó sẽ có con R dẫn vào chân điều khiển ha. Rồi tiếp theo mình, đó là vấn đề về sạc xả. Tiếp theo là vấn đề về đo đạc về dung lượng điện áp dòng thì nó sẽ đo thông qua con này nha anh em. Con này là một con R, hay nó còn gọi trong kỹ thuật là con trở xanh ha. Nó sẽ dẫn từ chân âm của pin nè, thông qua con R này và ra thẳng chân âm ha. Chân âm của pin thông qua R ra thẳng chân âm, và hai đầu của R thì nó có hai cái đường hồi tiếp ha, có hai cái đường hồi tiếp đo từ hai cái đầu con R này nè. Nó đo thông qua một cái con
thông qua cái con này là cái con điện trở nè, và hai ba con tụ nha, ba con tụ để nó báo về IC, để nó đo cái dung lượng, đo cái cường độ dòng điện sử dụng nha, để nó báo những cái lỗi chẳng hạn như là battery overcurrent nè, quá dòng nè, thì nó cũng đo thông qua con R này với hệ thống. Hệ thống đo bao gồm nguyên cái hệ này nè, nó nguyên cái hệ này. Đó. Và nó đo luôn cái, và nó đo luôn cái dung lượng chúng ta sạc vào nha, nó cũng thông qua con R này luôn. Nha. Khi dòng điện chảy qua đây thì nó sẽ có sự chênh lệch giữa hai đầu R, và từ cái sự chênh lệch đó nó sẽ nhờ cái hệ thống này nè, nó báo về cho IC nha, báo về IC thì IC nó sẽ biết được là anh em đang sạc bao nhiêu, đang sạc bao nhiêu điện áp vào trong cái cell pin ha, và nó đo đạc, nó tính toán để nó ra được cái con số miliampere giờ của cell chúng ta ha. Và nè, ban nãy mình có nói với anh em đó, cái chân giữa là cái chân cân bằng, tức là cái chân mà giữa hai cell đó, thì nó thông qua một con R ở đây nó bị bay mất nha anh em. Thì con R đó là con R201 ha, nó chiếu vào cái lỗ này đi về mặt sau, thì đó chính là nó báo, để nó báo cho anh em biết được là cái cell này là cell số 1. Cell số 1 nha, cell số 1 là cell số 1 là cell bắt đầu tính từ chân âm nha, tới cái lỗ này, cái lỗ này nằm đây nè, nó cái lỗ nằm đây, chiếu vào đây, chiếu vào IC, thì là con IC nên nó đo được cái điện áp của cell 1. Cell 2 thì nó lấy là thử chân VCC nè, đó chân VCC nè, đó nó chiếu qua con 201 này, chạy theo đường mạch về đây, chiếu vào đây thì được con cell số 2. Tương tự cell số 3, cell số 4 thì nó cũng y chang như vậy ha, nó báo về con IC này luôn ha. Đó, đó là cái cách thức mà để nó đọc điện áp, con IC nó đọc được cái điện áp của cell ha. Đó, anh em thấy nó đơn giản không? Cũng khá là đơn giản đúng không? Cũng không phải là cái gì đó nó phức tạp cầu kỳ đúng không? Cái mạch mini 1 này là cái mạch gọi là cơ bản nhất. Tất cả các mạch của các dòng máy bay khác đều nó đều làm theo cái cơ chế của mạch mini 1 này, và nó thêm một vài cái chức năng chẳng hạn như là tự xả rồi này kia bla bla bla, hai ba thứ gì đó ha. Thì cơ bản nó cũng là con chip BQ9003, thì nó sẽ những cái thông số, những cái số hiệu trên đây nè, nó sẽ đều giống nhau nha anh em, nó không có gì khác nhau đâu, nó đều giống nhau hết ha, nó tuân thủ giống nhau hết. Thì cho nên là anh em có thể là sửa được cái mạch Nabis Mini 1 này, thì những cái mạch còn lại anh em xem cái cơ chế hoạt động nó cũng y chang vậy thôi, cũng không có khác gì luôn nha. Thì giờ mình lấy thêm một cái mạch Mavic 2 đi, nãy mình có để đưa cho anh em xem cái mạch Mavic 2 này, mạch Mavic 2 thì cơ bản nó cũng làm giống y chang gì luôn đó. Thì nó đây là mạch Mavic 2 này, đây là hai con chở sinh để đo dòng nè, nó để đo dòng, nó có feedback là nó có feedback từ hai con chở sinh là qua hai con R nè, đó để nó báo gì C nè, đó đây là mạch Mavic 2 nha anh em. Còn nãy mình có nói rồi, bên đây là cái dàn đo cell nè, bốn con 201 là tương ứng với bốn cell nè, để báo vị C biết là điện áp của cell nè, nó tương ứng với bốn con tụ này luôn, bốn con tụ này là bốn con tụ ổn áp nha. Đó, đây là mạch Mavic 2 nha anh em, nó cũng y chang vậy thôi. Và đây là đèn công suất nè, là hay gọi là MOSFET đó, MOSFET xả, MOSFET sạc đó, đây là MOSFET xả, MOSFET sạc ha. Đó thì nó hoạt động cũng y chang như vậy luôn, cũng chẳng có gì khác luôn anh em. Nhưng mà cái mạch Mavic 2 này thì nó có thêm cái chức năng là tự xả nữa nha, mà mình không biết cái mạch tự xả nó nằm ở đâu. Đây nè, hai con này là hai con Diogener này anh em, của hai chân SDA và SL này anh em. Đó, hai con quỷ này là chuyên gia trên mạch Mavic 2 là nó chuyên gia bị chết nè anh em. Nó chết, nó chạm là không có tín hiệu SDA SL ra nè, hai con này nè. Đó, hai con này nó nằm ở cái mặt trên, cái mặt của socket, mặt kế cái con R con trở xanh nha anh em. Đó, hai con này là chuyên gia bị chạm ha. Rồi mặt dưới đi, mặt dưới đây là mặt dưới của cái mạch Mavic 2. Mặt dưới này thì linh kiện nó cũng tương tự vậy thôi, cũng không có gì khác đâu, nó cũng có cái hệ thống nạp nè, hai con R100 này là ra hai chân SDA SL nè, 100 SDA SL, hai con này cũng có thể bị chết luôn, chết thì nó mất tín hiệu ra SDA SL ha. Rồi nó có nguyên một cái dàn nó mất tiêu rồi ta, con R to này hình như là con điện trở xả nè anh em, con điện trở tự xả, gọi là tự xả cho cell nè, nó sẽ nối tắt lại, nó xả, nó làm nóng con điện trở lên và cái cell nó sẽ tự xả nha anh em. Hình như là con này nè, mình không chắc lắm nhưng mà hình như là vậy. Đó là con 151, đó chính là con tự xả của cái mạch này ha. Rồi vậy thôi, cơ bản nó cũng không có gì khác luôn, nó cũng vòng vòng có nhiêu đó, đâu có gì thêm nữa đâu. À,
hình như thêm con quỷ này nữa, con 1000 này cũng là xả nữa nè, hình như nó xả hai cấp hay sao á. À con 151 đó hình như là con R1000 này hình như là con bri chắc nè anh em, con mà sạc mồi nè đó, con sạc mồi là con 1001 nè ha. Đó rồi, đơn giản vậy thôi, chẳng có gì đặc biệt luôn anh em. Đó thì mình đã hướng dẫn anh em sơ qua cái cách mà để chúng ta đọc một cái mạch điện ha, để sửa những cái lỗi mà khi mà phần mềm không thể giải quyết được nha. Phần mềm không thể giải quyết được thì phải giải quyết phần cứng, chứ không có cách nào hết nha, phải giải quyết phần cứng thôi. Thì mình đã nói rất là rõ về cái cách cái mạch này hoạt động ha, nó cũng rất là đơn giản thôi đó, tất cả thì nó đều phụ thuộc vào con IC quỷ này thôi. Con này mà nó ngoẻo thì coi như bó tay nha anh em, con này mà ngoẻo thì không còn gì để nói luôn nha, con này ngoẻo thì vứt nguyên cái mạch này chứ cũng chả có nghĩa lý gì khi mà chúng ta sửa cái này nữa nha. Rồi những cái rau riêng này thì anh em tra thêm vào trong cái datasheet nha anh em. Những cái màu nào mà chưa biết á, thì anh em tra vào trong cái datasheet. Nó là cái con BQ40Z50R2 nha. Là nó cùng sơ đồ mạch, cùng hai thằng cùng sơ đồ mạch với nhau, anh em có thể tham khảo. Con BQ40Z50R2 nha. Chứ con mà BQ9003 này anh em tra datasheet nó sẽ không có nha. Vì cái con này là con mà nó dành riêng cho DJI cho nên nó không bao giờ có dataset đâu. Anh em cứ tra lấy cái con mà BQ40Z50R2 á là được nha. Đó, rất là đơn giản thôi. Con này thì mạch Mavic Mini 1 này nó chỉ có hai lớp thôi anh em. Nó chỉ có hai lớp thôi. Còn cái mạch sau này, những cái mạch sau này thì nó 3-4 lớp lận, nó nhiều lớp hơn nha anh em. Cái mạch mà đặc biệt là mạch sau này có cái mạch của Mavic Mini 3 đó. Nó tới tận là 3 lớp hay 4 lớp gì đó. Mình dò đường nó sẽ hơi khó nha. Dò linh kiện hơi khó, nhưng mà lúc đó chúng ta không cần phải dò linh kiện, tại vì chúng ta biết cái nguyên lý, chúng ta biết những cái giá trị điện trở này kia rồi, cho nên là chúng ta chỉ căng theo những cái giá trị đó chúng ta dò thôi. Mạch này là mạch Mavic Mini 2 nha, chúng ta căng theo những cái giá trị đó và căng theo cái chân của con IC tương ứng. Mình có nói chân số mấy rồi đó, anh em chích đồng hồ vô anh em đo là anh em sẽ biết được nó về con nào và nó lỗi xuất phát từ cái gì ha. Nó cũng đơn giản thôi, cũng không khó lắm đâu. Đó, ở đây thì cái mạch mini 2 thì nó có thêm cái hệ thống tự xả nữa. Hệ thống tự xả hình như là con này con chở sinh nè, chở sinh rồi 001. Hệ thống tự xả đâu đây nè. Nha, có một cái hệ thống tự xả cell nữa. Thì nó hơi phức tạp hơn một chút. Thì có mà cái đó thực ra cũng không quan tâm được tự xả hay không, mình cũng không thể biết được, không biết được là nó có hoạt động hay không. Vì nó tự xả nó diễn ra cũng khá là lâu nha. Nên là chúng ta cũng không cần phải quan tâm nó lắm ha, mà chúng ta sẽ quan tâm tới hệ thống nè, reject nè, reject R reject nè, sẽ sạc mồi nè, đó đo điện áp nè, chở sinh đo điện áp, ủa chở sinh là bên kia chứ, rồi MOSFET điện kích, điện áp ra, rồi MOSFET sạc, rồi điện áp hồi tiếp về IC, điện áp nuôi nguồn IC ha, chân số 32 là chân nuôi nguồn nha. Nếu mà không có nguồn thì chúng ta chỉ cần hàng một cái sợi dây ở chân số 32, câu thẳng về cái chân nguồn dương là được ha, câu thẳng về chân B cộng của pin đó là xong, là chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề về mất nguồn ha. Rồi ok, mình thấy là cũng khá là đủ rồi đấy ha anh em. Rồi và thêm cái cuối cùng mà mình muốn nói với anh em là cái vấn đề về anh em độ pin đó, anh em độ chế pin dung lượng cao thì anh em cũng độ vừa ha. Tại biết sao, tại vì cái chân socket này nè, nó có một cái giá trị giới hạn về cái dòng mà nó có thể chịu đựng được ha. Khi anh em mà độ pin nó quá nặng á thì cái dòng xả từ cái chân này nó sẽ tăng lên. Và anh em biết là cái chân này là cái chân kẹp. Chân kẹp thì nó không bao giờ đảm bảo bằng cái việc chúng ta hàn một cái mối hàn nha anh em. Chân kẹp này ha, khi anh em xả dầu nó quá lớn ha, thì cái chân kẹp này nó sẽ bị nóng. Và nó nóng nó sẽ bị biến dạng, và nó biến dạng thì anh em biết nó chuyện gì nó sẽ ra ha. Đó, nó sẽ không đủ dòng tải và anh em sẽ bị rơi máy ha anh em. Đó cho nên là khi anh em độ pin anh em phải tính toán tới cái việc mà cái dòng xả ra và cái giới hạn của cái chân này là nó có giới hạn nha. Nó có giới hạn chứ đừng có phải là độ bao nhiêu cũng được nha anh em. Rồi, ok anh em.